Lê kính chào quý vị nhé. Có một con chiên cờ vàng chửi Ly là nói Ly là ăn cắp bài của người ta, rồi dọa Ly là hãy giữ lấy cái đầu của mày, con cầm thú. Cho nên hôm nay Ly sẵn đây thì Ly cũng nói với cái tên gọi là vong nô bà phản quốc, con chiên cờ vàng vậy nè. Thứ nhất là bài là không ăn cắp, bởi vì bài là ở đây trên mạng thích ai thích lấy thích đọc đọc, người ta không có cấm. Cái thứ hai là mày bảo là giữ lấy cái đầu của mày ha, con cháu bác Hồ chúng ta không biết sợ là gì. Và nếu mày cảm thấy mày làm được, mày cứ thử đụng cọng lông chân của Ly đi rồi mày thấy ha. Mày quần mày cũng có để mà tụt nó đâu, mà càng cũng có để mà đu nó đâu con nhé. Cho nên hôm nay từ nay thông báo với quý vị là Ly sẽ tích cực đọc hơn để cho nó tức ói máu. Ly hôm nay Ly đọc quý vị một cái bài này phục vụ quý vị. Thì ở đây Ly đã chuẩn bị sẵn rồi. Cái tên Ba Sọc hãy banh lỗ tai rồi nghe, rồi uống trước khi nghe nhớ uống thuốc thần kinh đi nha, không là đứt mạch máu não chết á. Nghe chưa? Bây giờ Ly mời quý vị đọc cái bài này là Ly trích trong ở chương 2 cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm của Linh Mục Trần Tam Tĩnh. Thì Linh Mục Trần Tam Tĩnh thì Ly cũng nói sơ là ông là viện sĩ Viện Hàn Lâm Hoàng gia Canada. Cho nên Ly sẽ, đây là ông nói trong cuốn sách Thập Giá và Lưỡi Gươm của ông. Thì đây là ông nói về Bác Hồ, thì Ly sẽ đọc cho quý vị nghe. Tháng 7 năm 1924, tại Đại hội năm Cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo nhà Chung. Tố cáo như này này, Bác Hồ tố cáo này: chỉ một mình nhà Chung Công giáo mà chiếm hết 1/4 đất trồng trọt ở Nam Kỳ, phương thế làm để chiếm hữu các đất đai đó kết rất đơn giản là dùng tham nhũng, hối lộ và cưỡng ép. Đây là một vài ví dụ rõ ràng. Nhà Chung lợi dụng khi mất mùa để cho nông dân vay tiền, rồi bắt họ phải đem đất ruộng làm của cầm. Tiền lời cho vay nặng lãi nên con nợ sẽ không thanh toán nổi khi tới ngày trả, và như thế là đất cầm cố trở thành đất nhà Chung. Giáo hội không từ một việc nào để nắm được những giấy tờ hệ lụy bí mật, và nhờ đó dọa dẫm các quan chức bắt họ phải làm theo ý muốn. Giáo hội cũng liên minh với những tay tài phiệt để khai thác các vùng đất nhượng cho không, và những thửa ruộng cướp được của nông dân. Giáo hội có người của mình nắm những vai trò thế giá trong chính quyền thuộc địa, tức là thế giá, cái câu này theo Ly nghĩ là chắc là trong cái giống như đấu thầu ấy. Đấy là cái câu của Bác Hồ trích, là nói về nhà Chung chiếm đoạt đất đai của người dân nhé. Còn đây là cái ông vua Gia Long, ông ra một cái chỉ dụ ngày mùng 4 tháng 3 năm 1804. Ly sẽ đọc cho quý vị nghe nhé. Còn về đảo Bồ Đào Nha, tại vì xưa kia đó là người người Bồ Đào Nha là đến cái ông mấy cái ông giáo sĩ đầu á, là người Bồ Đào Nha. Sau đó mình là người Pháp, là ông Alexandre Ross, thì ông Gia Long mới viết này: còn về đảo Bồ Đào Nha là một đảo ngoại lai đã được truyền cách trùng lén, tức là trộm lén á. Trùng, cái tiếng miền Trung là nói trùng, ví dụ thay vì ăn vụng thì gọi ăn trùng. Còn về đảo Bồ Đào Nha là một đảo ngoại lai đã được truyền cách trùng lén khắp trong nước, hiện nay vẫn còn, mặc dù chính phủ đã cố gắng để hủy bỏ cái đảo dị đoan này. Hỏa ngục là một chỗ ghê gớm đảo này dùng để làm cho kẻ ngu xuẩn khiếp sợ. Thiên đàng là một thành ngữ rất kêu để quyến rũ những đứa khờ khạo. Đạo này được dạy trong đám dân ngu. Một số khá lớn trong nước bị thâm nhiễm ngu đạo
và đã quen giữ lề luật một cách mờ quáng, không suy nghĩ và không sao mở mắt cho họ được. Đấy là lời của vua Gia Long. Vua Gia Long ra chỉ dụ, và cái này là Ly trích ở trong là cuốn là Ly đọc trong cuốn Việt Nam Giáo Sử ở quyển 1 trang 268 của Linh Mục Phan Phát Huồn. Thì ông Linh Mục Phan Phát Huồn này thì ông cũng rất là chống cộng, nhưng mà có những cái thì ông kể như vậy, Ly đọc cho quý vị nghe như vậy. Và ở đây Ly đọc tiếp cái bài tiếp theo nhé. Cái này là sắc chỉ ngày 17 tháng 1 năm 1860 của vua Tự Đức. Thì Ly sẽ đọc nhé. Truyền phải phân tán người Công giáo tới sống xen kẽ ở giữa các làng người Lương, để mỗi tín đồ phải có 5 đồng bào Lương kiểm soát. Tất cả các làng và nơi thờ tự của Công giáo phải bị triệt hạ. Phải triệt hạ, không có chữ bị nhé. Tài sản của người Công giáo phải bị tịch thu, và sau hết phải khắc chữ tà đạo lên má các tín đồ. Đó là để cho quý vị nghe, để rồi nói là ở cái đạo này thế nọ thế kia. Đây là Ly muốn đọc những cái lời các cụ ngày xưa, rồi đến ngày nay, rồi ngay cả thời Bác Hồ. Đây là một cái bài của nhà yêu nước Phan Bội Châu. Là Ly đọc tiếp nha. Cụ Phan Bội Châu, một chí sĩ yêu nước, đã gửi cho dân Công giáo những lời tâm huyết trong cuốn Việt Nam Vong Quốc Sử, xuất bản năm 1905, tức là cái năm mà cụ Phan Bội Châu xuất bôn sang Nhật ấy. Đây là câu của cụ Phan gửi cho dân Công giáo nha. Có một hạng người mà tổ tiên là Việt Nam, nhưng đã cùng vợ con trở thành tín đồ Kitô. Này, hãy nghe tôi nói, chúng ta đều sinh ra trong cùng một xứ sở. Chúng ta cùng sống với nhau dưới gầm trời, cùng ăn một thứ gạo. Bởi thế, chúng ta phải liên kết với nhau, hầu bảo vệ giống nòi, hơn là quỳ gối trước mắt quân thù. Sau cái chết của các người, có thể các người lên thiên đàng. Nhưng bây giờ đây, các người phải cầu nguyện cho hòa bình. Cuộc sống của các người tại ngục tù trần gian này thật là khốn khổ. Tại sao các người lại dừng dưng được? Quả thực, mặc dầu là Kitô hữu, các người hãy là người Việt Nam. Các người đừng đi theo quân Pháp, đừng giúp cho chúng nó làm hại tổ quốc chúng ta. Đừng giúp cho chúng nó làm hại tổ quốc chúng ta. Như vậy, các người sẽ lập được công đức trung thành với Chúa, ngôn sứ của Đấng Kitô cứu thế, đồng thời thật là đồng bào Việt Nam. Đó, đấy là những gì mà Ly đọc để tặng cho các bác con chiên cờ vàng ha. Rồi Ly xin chào quý vị, rồi Ly sẽ đọc tiếp cái khác để dài quá.